Hôm nay về thăm lại bến đò xưa nhiều kỷ niệm. Xa xa nhiều năm rồi, lòng vẫn nhớ và tình vẫn thương. Hey. Lâu lắm rồi mới được về quê thăm má. Chắc má vui lắm. Mình phải tạo bất ngờ cho má mới được. Cái này có lý nè. Ý, cái này vô lý nè. Thành phố về không có quà cho má làm sao bất ngờ được ta. Không lẽ có cái cây này không? Phải đi mua quà cho má chứ ta. Rồi đây ai bán gì mua? Rồi má nghe nè. Bây giờ má chuẩn bị hết trơn rồi. Bánh mứt nè, bánh tét nè, trái cây nè, bông mai. Tao nói nhà trang hoàng rực rỡ luôn. Phải về là ăn Tết thôi. Chứ con không về được đâu má ơi. Cái gì? Dạ tại công việc đột xuất á. Má đừng buồn con nha. Gì ân trân vậy con? Trời đất ơi, Tết nhất là cái ngày sum họp gia đình. Mình làm cả năm mình cực khổ rồi, mình phải về mình thăm quê, thăm cha, thăm mẹ. Biết ba bay đi bán muối rồi thì thăm mẹ thôi, khỏi thăm ba được không? Đó, mày nói vậy mày biết là tao ở nhà mình thì giờ Tết bị không về không để tao lủi thủi mình lên tao sao? Xong công chuyện là con về với má liền. Nha má nha. Thôi được rồi, lo công chuyện đi. Con trai mà sự nghiệp quan trọng phải không? Rồi. Thôi không nói với bay nữa, thôi nha. Tư. Dạ. Sao? Ngồi đi. À nhà tôi, mời anh ngồi. Mấy đứa nhỏ ở Sài Gòn nó về. Dạ. Không có gì. Dạ. Có hộp trà qua tặng Tư cúng anh Tư. Cái này anh tặng tôi. À, để nhà thì để chân cúng bàn thờ cho anh Tư. Thôi để tôi để đây ha. Khỏe anh Tư. Anh làm tôi sợ quá. Tự nhiên thấy nó tâm linh quá. Ủa sao con mình vậy? À, thì nhà tôi nào giờ tôi mình mà. Tân đâu? Nó không có về à? À nó nói nó bận công chuyện. À, mới điện thoại xong thức thời nè. Nó về không được. Con cái rất chán. Chị vô phước vô phận. Chị phải nói cho nó hiểu chứ. Có cội có nguồn. Tôi biết. Đúng không? Có cha có mẹ. Biết rồi, có mẹ nhưng mà đi đâu cũng nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Rồi sao nữa anh? Con chị nhiều khi nó không có nghĩ chị. Dạ. Nó còn có mình chị thôi. Dạ. Đúng là phải nghĩ tính chị. Tại sao nó không về với chị trong cái dịp Tết này? Dạ. Và chị không nói chuyện với nó thì những cái năm sau, rồi năm tới nữa, rồi khi chị ra đi thì nó cũng không gặp mặt chị luôn được nữa. Anh ơi 30 Tết rồi anh đừng có nói xui anh. Dạ. Tôi thì cái tánh tôi nó mà sang sảng vậy đó. Dạ. Chứ cái lòng tôi thì chị biết rồi. Dạ. Không có ý nghĩ gì xấu. Dạ. Nhưng mà tôi tức con cái bây giờ, tôi trẻ bây giờ nó quên cội quên nguồn. Dạ. Quên cha quên mẹ. Dạ. Hả? Anh thông cảm đi, nó con trai mà. Sự nghiệp quan trọng, công chuyện á, kẹt thì nó... Chị đừng có binh nó. Mỗi lần nói tới thằng Tân là cái chị cứ bảo bọc cho nó, làm cho nó hư. Nó làm việc. Con dạ. Tôi cũng làm việc. Dạ. Tại sao con tôi nó về? Hả? Còn con chị không về, chị có buồn không? Dạ buồn. Nó làm gì? Thiếu gì ngày làm việc? Dạ. Kiếm tiền thiếu gì chuyện kiếm tiền? Dạ. Một năm có một ngày thôi. Dạ. Tại sao giờ này mà nó không về để chị mà thui thủi một mình vậy, chị chịu nổi không? Dạ chịu nổi. Tôi hàng xóm mà tôi còn chịu không nổi thì sao mà ai chịu nổi? Dạ, dạ nãy giờ tôi thấy anh vô đây tôi tưởng anh ba nó không hết chứ. Chị đừng có nói vậy, tôi... Chị nói chi cái chuyện đó, tôi đâu có phải mà làm cái chuyện đó được chị Tư. Tôi đâu có biết, nhưng mà tại tôi thấy anh tự nhiên bất bình. Rồi. Dạ, tôi biết. Cũng dù sao là quyền giờ cha... Rồi cha mất. Dạ. Rồi còn chú. Chú, dạ chú hàng xóm chứ không phải chú là con. Cha đi thì tôi cũng la nó có sao đâu, thay mặt cha nó.
Nhưng mà tôi thôi chị nói vậy thì tôi cũng hết ý kiến, binh vực nó vừa phải thôi. Dạ không có, tôi thì tôi thấy như vậy nè. Đúng là nhà tôi có một mình nè, nhưng mà thông cảm cho mấy đứa nhỏ. Nó đi làm nó bận bịu chứ không phải được như con anh, nó về nó thăm nom rồi nó còn cho quà tôi nữa. Thôi thì chị cứ tới quyền của chị. Dạ. Nhưng mà tôi mấy đứa nhỏ giờ tôi thấy nó cách sống của nó giờ nó cái kiểu của nó làm sao á, nó không còn cái bản tính của một người cội nguồn hết, là nó lớn lên nó sống ở thành phố cái rất dạ. Nó quên chị rồi quên dạ. Ông bà tổ tiên. Ý anh nói là ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Thì cái chuyện đó thì tụi nó không có hiểu câu đó đâu. Dạ dạ. Dạ thôi anh đi về đi để tôi làm chuyện nhà cái. Nãy giờ quét à bụi quá. Dạ. Tụi nó mới về để tụi nó họp mặt nó vui vẻ dạ, gần dạ. Sớm đi. Dạ. Còn trưa rồi. Tôi về rồi cũng nó không có phù hợp với cái phong cách chơi với tụi nó. Dạ. Cho nên là ăn cơm nước gì ăn đây cũng được. Chị ăn cơm chị luôn đi cho vui, chị thấy mình chị buồn quá. Ủa gì vậy anh? Tôi thấy không hợp lý à. Sao không hợp? Tôi thấy bình thường tôi ăn mình tôi cũng có buồn bã gì đâu. Giờ anh có con bên nhà thì anh về anh ăn với tụi nó đi. Chị ăn nói... chung chi cho nó hao. Người ta nói á đông không vui mà hao là chỗ này nè. Không, chị nói vậy sai. Chị sai rồi. Đúng ra mấy ngày thường chị ăn dạ. Mình chị dạ. Quen cuộc sống của chị. Chấp nhận con chị đi làm ở nơi xa dạ. Thì chị ăn mình. Còn đây là những ngày Tết, gần Tết đó, ngày này là ngày ông bà, tổ tiên rồi gia đình tụ họp. Mà chị ăn một mình, chị không thấy buồn sao? Thì tôi là cái người hàng xóm, tôi thấy cái cảnh đó tôi không chịu được. Tôi phải ăn với chị, cho chị vui, tôi mới vui. Nhưng mà tôi chưa có nấu. Thì tôi ngồi tôi đợi. Ôi trời đất ơi, thiệt vậy luôn hả trời? Thôi tôi nói anh nghe nè, nãy giờ thiệt á, anh qua đây á, anh hết xài xể con tôi rồi, anh áp lực tôi rồi, anh tôi nói này. Tôi không xài xể, chị nói gài tôi, tại vì cái thằng con chị là nó không biết lễ nghĩa, nó không có hiếu cha mẹ, nó không biết dạy nó. Thôi bây giờ tôi mời anh về giùm tôi một cái đi nha. Tôi không có quen đông người, ở mình biết nó quen rồi. Có đông người ồn quá, mà nhất là cái miệng của anh nó nãy giờ tôi nhức đầu quá. Chị nói nặng tôi vậy hả? Tôi không phải nói nặng, nhưng mà bớt nói đi, nói quá nhức đầu quá trời rồi. Ngồi chơi thì ngồi đi, nói gì vui vui. Rồi sao không nói? Sao ơi? Sao? Sao hỏi không lên tiếng? Tôi nói nhiều thì chị nói tôi nói nhiều. Tôi làm thinh chị cũng không chịu, là sao? Ý tôi nói anh á, là nói cái gì nó xúc tích gọn gọn thôi, mà cũng đừng có chạm vô cái nỗi đau của người khác. Anh vô anh làm một tràng thiệt, đụng chạm nỗi đau tôi cũng buồn vậy. Thôi thì vậy tôi xin lỗi chị. Tánh tôi thì có sao tôi nói vậy. Giờ tôi muốn ăn cơm trưa với chị được không? Tôi chưa có nấu. Thiệt luôn hả? Chút xíu tôi nấu tôi ăn sao? Thôi thì tôi về. Về đi chứ đây làm chi? Em về anh Tư. Trà có uống không? Uống chứ. Tôi không uống đem về. Biết mà, qua đây tính vụ ăn. Vụ ăn không được, là đem đồ về hả? Nằm mơ đi. Ôi là trời, đúng thiệt cái hàng xóm láng giềng gì đâu. Dễ mà đem về với tôi. Được rồi. Cái gì nữa vậy ông? Nói chơi chứ đi chợ nấu cơm đi. Đói bụng thiệt mà. Tôi nói thiệt. Tôi đói bụng thiệt tôi mới nói vậy, lỡ rồi. Trưa rồi. Đi về nhà với lại vừa đi ăn khúc nó điện thoại. Nó nói ba khỏi về tụi con không ăn cơm nhà tụi con. Tánh thần ơi, con anh nó quá đáng rồi. Thí dụ như thằng Tân con tôi á. Ừ. Nó không về. Thì nó không ăn cơm chung với tôi không tức. Đằng này con anh nó về mà nó không thèm ăn cơm chung với anh, khác nào nó không nể mặt anh đúng không? Con tôi nó sợ tôi còn hơn sợ cọp nữa. Trời ơi. Nó thật, con tôi đặt đâu nó ngồi đó. Trời ơi. Mà tôi tức sao cái năm nay là sao? Sao? Nó thay đổi đó, mới năm nay. Vậy là nó hổn với anh đúng không? Phải, nó có gì hổn. Mới về. Ờ. Chưa có gặp cha mà tâm sự gì hết. Ngồi cái ghế chưa nóng nữa, chưa nóng ghế. Nó làm gì? Nó đi rồi. Đi du lịch. Trời đất ơi, đi du lịch là một cái niềm vui. Nó đi du lịch thì mình phải đi theo nó để mình hưởng được cái niềm vui chung với con mình. Đi về xách đồ đi theo nó liền. Sao đi? Hả? Bây giờ nè. Ờ. Cái tuổi của nó, tuổi trẻ bây giờ. Ừ. Cái cuộc sống của nó khác với mình ngày xưa. Ờ. Đúng không? Nếu mình đi theo nó, một cái là mình làm cản trở cái sự vui vẻ của nó. Ừ. Biết cái thứ hai quan trọng là tối ngủ. Tụi nó
nó với là người bạn nó ngủ chung. Thì tôi ba mình... nó, tôi muốn gần gũi nó, không lẽ tôi vô tôi nằm ké, tôi thì... ngủ ba tay ba trống hả? Thì bạn mà. Bạn cái gì? Chen vô giữa nằm à? Bạn... nghĩ coi. Bạn không có dính líu gì hết trơn, sao đi? À thôi tôi thôi. Kỳ lắm, tôi biết rồi, đi sao tôi... được? Vậy vậy thì thôi, giờ giờ nhà tôi trống lỏng không có ai luôn. Thôi nói chứ về nhà tự nấu cơm ăn đi, ngồi để chồng chật quá. Thầy đói luôn, tôi ăn mứt chút uống trà no được. Anh nay mới 30 tôi chưa có khai trương cái hộp mứt. À, chị nói vậy thôi, ngồi chơi uống miếng nước được đúng không? Chưa có pha trà. Giờ không có gì hết, tôi ngồi chơi. Có ăn thì cho ăn, không cho thì thôi. Thôi được rồi. Khổ ghê vậy đó, cũng cảnh cô đơn như nhau thôi mà. Con cái lớn hết rồi, nó không có về, còn anh á thì về rồi mà không ở lại. Thôi ngồi đi đi. Dòm chừng nhà dòm tôi một cái nghe. Chi vậy? Tôi đi chợ tôi mua miếng gia vị về tôi nấu cơm, chứ bây giờ không có gia vị lấy gì nấu. Ủa, nói vậy cũng lo hả? Thôi coi như là thôi đi chợ đi, tôi ở nhà tôi coi chừng nhà. Anh nhấp một hồi tôi đổi ý á. Đi mà, đi mà nhớ nha, không có trời, không có lén ơi, lén ăn cắp một trà nha. Chị cái tánh nghĩ xấu tôi quá, đi đi. Thấy ghê quá trời. Thằng Tân làm nó nóng thiệt á, thằng Tân con chị á. Nói nghe nè, tôi để lên cho ổng coi chừng cho chắc. Coi giùm tôi nghe không? Trà đó không phải của ổng đâu, tôi tặng chị á. Trà gì? Giảm cân. Ôi là trời thiệt luôn á. Bây giờ có ăn cơm không? Bực bội hết sức luôn. Lớn tuổi rồi, thanh tật. Anh Tư ơi, anh đừng buồn. Con cái giờ nó vậy đó, nó không về đốt anh cây nhang. Tôi người dân mà tôi còn nóng mà anh Tư ha. Thôi thì để tôi thay mặt anh, tôi làm việc tôi nó, để nó về đi. Rồi tôi làm việc tôi nó. Tôi xin phép anh trước nha. Mấy đứa này phải có chiêu trò với nó mới về thăm anh với chị thôi. Còn mình mà nói chuyện khơi khơi nó không bao giờ nó nghe đâu. Tuổi trẻ giờ nó sống sao á. Gọi ai vậy? Chị Tư, chị Tư. Đi con yêu. Không lẽ thằng Tân nó gọi. Được rồi. Thử coi mấy đứa này nó như thế nào. Mày hả Tân? Alo. Ủa ai nghe điện thoại của má tôi vậy? Tân hả? Chú Sáu. Chú Sáu ơi, chú Sáu. Đúng rồi. Chú đây. Có chuyện gì vậy chú? Chú nói mày một tin, mày bình tĩnh. Nếu tốt, mày đừng về luôn đi. Mày sống ở trển luôn, mày về chi nữa thân. Muộn rồi con à. Không kịp nữa đâu. Những đứa con như mày, đừng về nhà này nữa. Kiếm thăm má mày, má mày đậu nữa mà thăm. Bả đi rồi. Đi rồi. Trời ơi, Tân ơi, trời ơi. Không kịp đâu con. Cúp máy đi, tao lo cho gia đình. Để mình tao lo. Tao lo dọn dẹp, tao chuẩn bị. Tao đây cúp đi, tao lu bu quá. Nói vậy có nói dài không? Má ơi! Má! Tân! Ủa sao? Má con đâu rồi? Con về rồi đó hả? Má con đâu rồi con sao? Mới hồi sáng ba uống trà với tao mà. Bình trà con kìa. Vậy mà ba ăn mất gần, ba nóng ruột, ba nóng bụng gì, ba đi rồi. Ba con đi rồi. Ba con đi lâu chưa chú? 15 phút. Trời ơi. Ba con mất yêu vậy ba. Con là con tồi tệ. Con không ở bên cạnh má lúc má cần con. Dù sao má
con bây giờ ở đâu vậy chú? Mày biết khóc rồi hả? Chú ơi. Biết khóc rồi đúng không? Má con đâu chú? Nếu con là người con có hiếu mà con rơi nước mắt thì chú mới cho con biết đường đi của má con. Má con đâu rồi chú? Đi chợ. Chú, sao chú để má con ngoài chợ vậy chú? Trời ơi má con. Má ơi. Đi đâu? Mày đứng yên đó đi. Con đi ra chợ lấy má con về chú ơi. Mày tưởng má mày nhẹ lắm hả? Mày ẩm bả. Bả có dò bả đi chứ. Tự nhiên ra chợ ẩm bả. Cái gì mà ồn ào quá vậy đó hả? Đó đi kìa. Má. Trời đất ơi. Trời đất quý thần ơi. Bây về rồi hẹn hồi nào. Ủa má. Ừ má. Má. Má không sao hết hả? Trời đất ơi, tao đi chợ mua gia vị về tao nấu cơm nè. Ủa gì? Mày nói nghe nè. Sao về không nói má nghe? Mày nói với má mày không về mà. Má không sao hả thiệt đúng không? Trời ơi, má khỏe chân chân nên má đi chợ về mà. Má đâu có bị gì đâu. Trời ơi má ơi, con về rồi. Con giả bộ con tạo bất ngờ cho má thôi. Trời ơi. Con mới đi tới ngoài đầu đường à. Con giả bộ con gọi con ghẹo má thêm cái nữa. Vậy mà có người báo cho con biết là má trượt chân, má té, má đập đầu vô bàn thờ rồi má. Trời đất ơi, cái quân ngữ mất dạy nào khốn nạn dễ sợ. Nghĩ sao mà nói má mày vậy? Ngày hôm nay là ngày 30 Tết mà dám trù ẻo má đập đầu này nọ. Má nói thiệt với bay ha, cái quân khốn nạn này là đi tàu tàu chìm, đi ghe ghe lật, đi máy bay rớt. Má đừng giỡn nữa, cái xa gì? Tận chân trời, gần ngay trước mắt. Áo bông bên kia kìa, tôi quên áo sọc chứ. Mày qua đây, tôi qua đây. Sao? Sao anh già anh chơi kỳ vậy anh sao? Hả? Tôi đi mua gia vị tôi nấu cơm cho anh ăn mà anh ghẹo con tôi nó khóc vậy nè. Anh nghĩ sao vậy? Con còn trù ẻo tôi nữa. Nãy vậy gia đình bà nó nặng tôi đủ chưa? Tao nói bà đập đầu vô bàn thờ chết rồi nào. Chú nói mày á, mày nhỏ mà mày cũng dựng chuyện. Mày dựng chuyện thấy sợ luôn. Mới bay lớn mà đặt dựng chuyện cho xích mích gia đình tao với bà. Sao chú nói là má con đi rồi đúng tao không? Tao nói đi. Mày đi hỏi hết cả xóm, đi, tao đi cũng được, mày đi cũng được, ai đi không được, tự nhiên bà đi, mày bắt lỗi tao. Trời ơi, đang tết nhất mà chú nói mấy cái từ nhảy cảm. Đặt, bà đi, bà hy sinh, nó có từ khác, tự nhiên đi, mày cũng không chịu, rồi mày khóc là tao khóc sộ à. Tao cũng không có biết cái vấn đề gì, tao khóc theo mày. Vậy nè, tôi nói thiệt bỏ đi nè, đây nè, tôi nói thiệt tôi vui, hồi nãy đi nhào vô nó khóc quá trời. Tôi... Nè nước mắt còn trên mắt con tôi luôn kìa tội nghiệp. Nào quay lỗi tôi muốn vậy đó. Điện thoại hồi nãy nó gọi về. Trời đất ơi điện thoại tôi. Ờ của chị nó ôi gọi về trời. Tôi bắt tôi nghe. Tôi thử lòng nó. Chỉ có cách này nó mới về. Tôi nói chị ý vậy đó. Đi là đi theo ba nó. Thì nó về. Thì tôi thấy nó về là tôi vui chị rồi. Chứ tôi đâu có ý nghĩ gì đâu. Thôi thì bây giờ thôi gia đình Tết nhất rồi vui vẻ. Con cất đồ đi, dọn cơm ăn chung, gia đình ăn chung. Chào ba ghẻ đi. Bậy. Sớm giờ tôi thấy ông muốn làm ba nó hơi nhiều. Bậy. Biết tôi có chịu không? Trời ơi. Mới tha Tết rồi ăn thịt khô vịt xong ăn. Thôi bây giờ lắm. Vậy nè, mới về mệt. Ngồi. Đi vô trọng tắm rửa đi. Khỏi tắm. Nó mệt mà ăn luôn được rồi chút nó nghỉ chút tắm liền mệt á, tắm liền bệnh. Gia vị ở đây lấy cái gì mà nấu? Hả? Có nấu đâu mà ăn. Thì nấu đi để tôi nó ngồi uống trà ăn mứt gừng luôn. Rồi vậy tôi vô tôi nấu cơm à. Thôi thì khỏi nấu, tôi nói câu này dạy nó luôn. Trước mặt con lại đây. Nữa đây, kìa. Thôi rồi bắt đầu mình ăn cơm cho nó vui chị đừng có nhăn tôi nữa. Con. Cho duyên dáng nha chú nha. Vui vậy nè cái này nè, nè Tết nhất đừng nhăn nữa, cười lên vui. Nè nè. Xin lỗi nãy giờ cái gì chú có lớn tiếng với gia đình con chị Tư với con bỏ qua cho chú nghe. Mình hàng xóm ha, tối lửa tắt đèn có nhau. Về con đốt cây nhang cho ba con trước đi ha. Rồi dạ. Bắt đầu chút xíu nữa là ăn cơm. Rồi dạ. Tối nay phải ở năm nay là ở với mẹ con đi ha. Mẹ già với chú Vinh Cây với lại mà rụng cũng phải mồ côi nha. Nhớ cô đó. Ông duyên quá. Dạ để con đốt nhang. Dạy nó nè, đạo làm con thì phải vậy nha. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong buồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn, nào như là chữ con sao đó. Sao không luôn cái giùm tao. Không được, đừng làm vậy nè. Rồi thôi, cả nhà vui vẻ đi ha. Để cho không khí nó đừng có bị trầm lặng. Dạ. Anh Tư ơi, thằng Tân nó về rồi. Năm nay chắc có nó ở nhà đó. Vui ngày vẻ nghe anh Tư. Chỉ có mình tôi buồn thôi. Nãy tôi tưởng bà buồn.
giờ là tôi buồn lại. Thôi thì không sao, tôi chịu đựng được mà. Sao? Tôi đi du lịch rồi. Sao ơi, bình tĩnh đi. Tôi... Linh tưởng nó nhà nó đi du lịch, phải nó có về thì nó qua, nó ăn cơm chung. Thôi. Là tối qua bển ăn bánh tét. Rồi. Ủa, khoan. Cái gì? Linh đi du lịch hồi nào? Hồi sáng. Đây nè, hồi sáng á, má tưởng bay không về. Thì ai về bay về, nhưng mà con Linh á, nó về đây với chú Sáu có một chút mà. Cái bắt đầu nó đi tiếp rồi, nó nói nó đi du lịch. Đâu có, Linh đâu có đi du lịch, chú nói sao vậy? Vác cái ba lô đi là nó đi du lịch chứ đâu, vác ba lô là đi du lịch. Trời ơi, hồi sáng con mới gặp Linh nè, Linh không có đi du lịch. Linh lên lại thành phố. Linh. Thì ra vậy hả? Dạ. Thôi. Biết là nó đi làm việc tốt đó. Dạ. Nhưng mà chú cũng muốn có con cái ở gia đình. Nó đi, không biết là lúc nào mà Tết nay, ngày nào nó về mình... Nó nôn, nóng ruột đó. Thôi bây giờ tôi giải quyết như vậy được không? Con Linh nó đi lên thành phố á, đặng nó làm cái việc nghĩa. Nó hy sinh để nó bỏ cái Tết, nó không muốn, nó không ở lại đây với anh. Để nó lên trên đó, nó giúp bà con trên đó. Ha, là nó làm cái việc nghĩa. Rồi á, con tôi ở đây nó ăn Tết với tôi, thì tôi mời anh qua đây ăn Tết luôn với gia đình tôi được không? Cái đó chị khỏi mời, tôi cũng qua. Việc bệnh buồn lắm. Thôi, cái chuyện tôi đừng có nhắc nữa. Để tôi, đàn ông mà, tôi mạnh lắm. Tôi cứng lắm. Nãy giờ tôi bực nó thôi. Nhưng mà nó về đây rồi thì thôi, tôi vui lắm. Cho tôi xin nói nó một câu. Để sau này nó ghi mãi trong lòng nó, được không? Dạ, anh cứ nói đi. Tân. Dạ. Dù con làm gì làm, bất cứ nơi đâu, cao hay thấp, nhưng con phải nhớ cha mẹ, nhớ cội nguồn, nhớ ông bà tổ tiên nha. Dạ. Đi đâu thì đi. Dạ. Nhưng nhớ mỗi năm phải về thăm mẹ, vì còn ba mẹ thôi. Dạ. Đúng không? Làm con phải giữ chữ đạo làm con. Dạ. Nha. Đừng có làm cho cái gì mà chú buồn. Chú nhắc câu này cho con nhớ. Dạ. Còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây thì còn xây còn nói. Cha mẹ mất rồi, con chịu một con. Mẹ. Hiền, giới thiệu với bạn, đây là Thắm, bạn gái của tao. Ủa vậy hả? Chào em, anh xin tự giới thiệu, anh là Hiền, bạn thân của Tài. Bạn thân của anh đó. Nhìn thấy mặt em quen quen ta? Tất nhiên là quen rồi, bạn gái tôi ở đây, cả cái xóm nào cũng biết hết. Ủa vậy hả? Ừ. Ở đây hả? Anh ở đây cũng lâu lắm rồi nha, ở đây ai anh cũng biết hết trơn luôn á. Mà em ở đâu? Em là con của chú Nam Trinh ở xóm bên ạ. Ủa vậy hả? Mà anh qua đó nhiều lần lắm mà không thấy em ha. Chắc là do em ở trên thành phố với cả anh Tài á, em ít về nên là anh không gặp. À, chắc vậy rồi. Em quen bạn anh lâu chưa? À, chắc là mới nửa năm đúng không? Không, bọn em quen nhau được 3 năm rồi. Ủa vậy hả? 3 năm rồi hả? 3 năm rồi đó. Kỳ ta. Nhớ lần trước nó về đây giới thiệu bạn bè khác mà trời. Nói gì vậy? Giới thiệu ai? Xưa giờ có mình Thắm thôi, có ai nữa đâu. Ủa nói nhỏ gì mày cũng nghe nữa hả? Nghe xong nghe đụng nó khủng nó đi nha. Chắc à, anh nhớ lộn á, anh nhớ lộn là bạn gái của thằng Tú. Bạn gái Tú. Bạn gái thằng Tú. Bạn gái thằng Tú khủng nó điên gì đó, không sao đâu. Ngồi thôi, em ngồi xuống đây đi. Đây, ngồi xuống nói chuyện. Đây. Rồi, rồi, mời em ngồi. Em ngồi xuống đi. Em tên Thắm. Dạ. Sao bạn? Lúc này công việc sao? Rồi công việc nói bữa rồi, nói hết trơn rồi. Mà nhớ lần trước bạn gái tên Lan mà ta. Nghe nha, bữa nay là Tết nha, nó nói xàm gì vậy cha? À, anh dạo này làm gì bất trí em ơi. Dạo này anh già cả rồi anh quên á, anh hay quên lắm á. Thằng này có bộ nó đi giấu kỹ, có bạn gái giấu kỹ ghê mày. Bạn anh nó hay quên lắm. Ừ, em đừng nghĩ gì hết á. Bạn anh tính nó vậy đó, ngày xưa nó hay chọc anh vui lắm. Nó chọc nó nổi mà ba má mà hiểu lầm đánh anh luôn á. Chọc nó hoài mà vui lắm. Mà thằng này nó có bộ giấu kỹ thiệt. Mà bạn gái mày cũ cũng tên Lan nha. Hồi đó nguyên cái clip danh sách mày đi học tôi nhớ hết trơn mà. Đâu có quên được đâu.
nè, lúc đầu là con Linh nè ha, rồi cái con Lan nè, cái gừng gừng sau này tới con Lưỡng. Mày thấy đi mày, ta giấu hơn các bạn gái giấu kỹ đi. Mà hai bạn quen nhau rồi có chuẩn bị cưới sinh gì không? À, có ạ. À, chắc là năm nay bọn em sẽ cưới ạ. Tao với Thắm á là vẫn ra mắt hai gia đình. Trời ơi, coi bộ là nếu như vậy là vui à. Nhưng mà mày quen con ta cưới thằng bạn hả mày? Rồi dẫn về nhà rồi trời ơi, rồi đám hỏi gì thì phát thiệp lum la, xong cứ quen được mấy bữa cái bỏ. Thiện. Hả? Nó nói xàm, nói khùng, nó điên gì hoài vậy? Bữa nay mày cái đầu mày sao vậy? Mày mới khùng, mày mới điên, mày mất trí à? Tao nhớ gì tao nói đó là tỉnh anh thật thà. Nó không có suy nghĩ. Mà đã bồ bịch nhau quen phải tôn trọng quá khứ nha. Có cái gì đâu mà thấy Thắm không? Thắm tôn trọng, Thắm có nói gì đâu. Mày làm sao vậy? Sáng giờ mày đi ra ngoài mày đánh răng chưa vậy? Mày thấy mày có nói chuyện mày thấy có vô duyên không? Mày nói vậy rồi lỡ Thắm giận tao rồi sao? Anh Hiền nói thật không? Em nghĩ làm sao vậy? Cái đầu nó không có được bình thường, nó nói gì thôi à. Chứ nó không ý gì hết á. Chắc anh quên á mà. Anh này quên lắm. Bà gái tú, bà gái tú. Mày như không à? Bà gái tú. Bà gái tú mày bận tên Lan. Má má tôi kiếm mày kìa. Má mày kiếm tao đi. Ai mà biết. Xin lỗi. Anh ra nói chuyện với nó cái. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Tao mày là bạn bè thân nhau đúng không? Ừ. Tao với mày là bạn bè thân với nhau. Thì tao hỏi mày nè. Mày đã hứa với tao rồi. Cái chuyện của mày giúp tao. Chuyện của mày là cái chuyện mày cho tao mượn tiền, tao chặn mày không được nói cho ba má mày nghe, sao mày vẫn còn. Ủa cái đầu mày có được bình thường không vậy? Trời ơi sao mà. Là sao? Tao có bao giờ tao đi nói đâu. Ủa cái chuyện tao đưa tiền cho mày là cái chuyện bình thường, tao đâu nói ba má tao làm chi? Mày không nói sao ba má mày kiếm tao? Ủa thì ba má tao kiếm mày thì có chuyện gì đó ba má tao kiếm mày, chứ mắc mớ gì liên quan gì tới tao? Không phải cái chuyện là mày không có kể chuyện mày cho tao mượn tiền cho ba má mày nghe đúng không? Tao bảo là tao không nói là tao không có nói. Ủa mày chơi với tao bao nhiêu năm rồi mày không biết tính tao hả? Thì mày tự mày đi qua mày đó mày coi có làm sao. Ủa Thắm, Thắm đâu rồi? Trời đất ơi, tất cả cũng là thằng Hiền này không à. Nó khùng, nó điên hoài luôn á. Thắm giận mình nữa là chắc rồi. Sao vậy trời? Gọi điện thoại thì không nghe máy. Nhắn tin cũng thèm trả lời. Tiêu mình rồi. Chuyện này là tới công chuyện thiệt rồi. Bây giờ phải làm sao đây ta? Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ bây giờ mình đi qua nhà Thắm? Mà mình đi qua nhà Thắm bây giờ là mùng 3 Tết, rồi mình cãi nhau với Thắm, xong rồi tía má nghĩ mình sao, lúc đó không chịu gả Thắm cho mình nữa. Bây giờ mình phải làm sao đây ta? Quyết định vậy đi. Giận tôi cho giận. Đi ngủ. Làm gì nãy giờ mặt trù ụ vậy? Cái mặt gì đâu mà nhìn không có vui nổi luôn á. Vui làm sao được mà vui? Trời ơi, có gì đâu không vui. Bà thấy tôi không? Một năm 365 ngày, ngày nào cũng vui. Bà nghĩ là tôi vui được à? Thì bà có chuyện gì bà phải nói tôi mới biết được chứ. Thì cái chuyện đấy ấy. Cái chuyện đấy là cái chuyện gì? Tôi với cả anh nghĩ á, 2 tháng nữa là cưới rồi. Bây giờ tự nhiên Tự nhiên thì sao?
Thì thế nhưng mà làm sao? Thế là sao? À, tôi hiểu rồi. Nói chung á là mấy cái chuyện mà trà xanh, trà đào đồ này nọ đó đúng không? Thôi bà đi về đi. Cái gì tự nhiên đã ngồi cứ đuổi về vậy? Tâm trí đâu mà uống trà xanh với trà đào bây giờ? Nói thiệt á, mấy cái đứa mà nó yêu vô là bắt đầu nó không có thông minh. Cái vụ mà tôi nói trà xanh, trà đào á là cái vụ mà có cái người khác. Là cái vụ mà bà đang bị cấm sừng đó, bà hiểu không? Tôi dặn bà bao nhiêu lần rồi. Cái thời buổi bây giờ nè, nào làm cái gì, em gái nuôi nè, em gái mưa nè, đó không? Mình yêu là mình phải hết sức cẩn trọng, phải đề cao cảnh giác. Tôi chả biết là ông ấy có em gái mưa, em gái nuôi không ấy. Nhưng mà ông ấy có con trai rồi. Cái gì? Cái chuyện gì mà động trời dữ vậy? Cái loạn cà lên nhờ. Tôi đi về đi. Quê nha, nãy giờ đuổi về 2 lần rồi đó. Bà nghĩ sao vậy? Cái chuyện vậy mà không phải chuyện đồng trời. Mà bà á nữa, yêu người ta 3 năm trời, không biết người ta có con trai. Bà yêu cái kiểu gì vậy? Thế mới nói là ông ấy giấu kỹ, thì làm sao mà tôi biết được. Tự nhiên hôm trước ấy, đọc được tin nhắn, có người ta nhắn tin là anh đưa con trai anh đi khám đi. Tôi đọc mà tôi giật mình ấy. Nhưng mà cái vấn đề là bà ở trên thành phố với ổng, mà không lẽ bà không biết được cái chuyện là ổng đã có con trai? Thì đúng là tôi với ông ấy ở trên thành phố, nhưng mà mỗi đứa một nhà, có ở chung với nhau đâu mà biết. Ừ, thì bà nói cũng có lý. Nhưng mà nếu mà người ta mà muốn giấu rồi, đàn ông người ta muốn giấu là mình không bao giờ mình có thể phát hiện được. Nhưng mà thôi đi, bà đừng buồn. Bây giờ đó là chuyện của ổng. Bây giờ tôi hỏi bà nè, vì cái ý bà là bà tính làm sao? Thì bây giờ tính làm sao? Sao bà hỏi tôi? Sao bà nói chuyện giống như là bây giờ bà sẽ chấp nhận là bà có một gia đình hạnh phúc vậy? Thế bây giờ không như thế thì làm như nào? Bà bảo tôi làm như nào? Thì bây giờ bà bỏ đi. Đàn ông thiếu gì, mắc cái gì mà mình phải chấp nhận cái chuyện mình nuôi con người ta? Bỏ? Ừ, bỏ luôn. Không được. Làm sao mà không được? Làm sao mà bỏ được? Ủa? Người ta yêu bao nhiêu năm trời? Bao nhiêu năm trời hả? Thanh xuân của bà còn dài. Tao nói cuộc đời nó rất là dài, cuộc đời nó rất là đẹp, không? Mắc cái gì mà tự nhiên bây giờ bà phải chịu đựng? Tôi nói bà nghe nha, bà bây giờ bỏ ổng ra hả? Trai nó theo bà nươm nượp. Thật không? Tôi là bạn bà, không lẽ tôi hả xúi bà làm cái chuyện bậy? Nè nha, thương bà dữ lắm mới khuyên bà. Nếu mà bà mà đâm đầu vô cái con đường này ha, tôi nói thiệt, cuộc đời bà. Thôi bây giờ vậy đi, bà nuôi con mèo đi. Con mèo á? Ừ, giống tôi vậy nè, vui dữ lắm. Nuôi không? Tôi cho bà một đứa. Thiệt, bây giờ 2 tháng nữa là nó đẻ rồi, cái tự nhiên bà lên chức, bà thấy sướng không? 2 tháng nữa nó đẻ? Ừ. Sao? Thế là tự nhiên tôi được lên chức mẹ à? Chứ sao? Tôi sắp lên chức mẹ. 2 tháng nữa là đẻ rồi. Này, nhưng mà không biết sẽ là con trai hay con gái nhỉ? Ai biết, chưa đẻ sao biết được. Ê, hay là tôi với bà đặt tên cho nó đi. Để tôi với bà suy nghĩ đi. Suy nghĩ coi đặt tên gì. Suy nghĩ đi. Suy nghĩ nè. Thì ra lý do như vậy cắt đứt mọi mối quan hệ với tôi làm mình cứ nghĩ là lỗi của mình không à? Cô được lắm. Ê, thấy có cái tên này hay lắm nữa. Tên gì? Tên Tài. Đồ gì? Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Có nụ vui nào vui hơn ngày xuân đến? Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Có tiếng vui nào? Ê. Ê, cái gì? Cái đồ sở khanh. Nè nha, đây nước sông không đụng nước giếng nha. Cô nói ai sở khanh? Tôi nói ai? Không lẽ bây giờ tôi phải đọc rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi địa chỉ nơi ở đồ này nọ mới biết là ai? Nè nha, vừa phải thôi nha Đào nha. Nó khùng nó điên gì vậy? Đây chưa kiếm chuyện mấy người thôi, mắc mớ gì mấy người kiếm chuyện tôi. Nè, để tôi nói cho mà nghe. Khi nào mà tôi nói là tôi nói thẳng vô trong cái bản mặt này nè, chứ tôi không có phải là nói vòng nói do.
Mà nói cho biết nha, tôi không có hiền giống như con Thấm mà để cho anh sỏ mũi 3 năm trời đâu. Sỏ mũi gì đây? Sỏ mũi 3 năm trời là sao? Nè, bản mặt nè, muốn làm gì đó. Cũng vừa vừa thôi chứ, nghĩ sao vậy? Thôi 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 thôi, thôi. Đừng có mà đặt ăn cắp mà la làng. Ủa? Ăn cắp mà la làng? Trời ơi, ai vậy? Nói cho mà biết, mình là đàn ông, mình trưởng thành rồi, mình có con có cái rồi, hiểu không? Cho nên là mình phải dám làm dám chịu. Mình mà không á, nhận á là mình rất là hèn. Dám làm dám chịu gì đây? Nè, tôi nói cho cô biết nha, tôi yêu Thắm thiệt, nhưng mà cũng vừa vừa phải phải thôi, tôi đâu có làm gì sai đâu. Thắm làm sai chứ bộ. Hả? Ngộ ha. Cái người làm sai, cái mình đổi thừa lại cho cái người ta làm sai. Nói chung là rối rồi đó. Gói là gói làm sao? Tôi làm sai cái gì? Nè. Thôi đi, bây giờ chỉ có con Thắm nó mới được quyền nói cái đó thôi, chứ không phải là mấy người đâu, nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Cô làm gì vậy? Nè, bớt đụng chạm đi nha. Tôi với Thắm có chuyện gì xảy ra đâu. Nói chung là tôi với Thắm chưa có đi quá giới hạn. Bây giờ tôi không ăn ốc mà bắt tôi đổ vỏ làm sao? Cái gì? Cái gì mà ăn ốc rồi đổ vỏ? Bây giờ không ai có tâm trạng mà đi ăn ốc gì đâu, nghe chưa? Tâm trạng gì? Nói chung là gia đình tôi không có chấp nhận thể loại con dâu như vậy. Ủa? Chấp nhận? Ai chấp nhận? Ai không chấp nhận? Ê! Tôi thấy anh là quá đáng lắm rồi đó nha. Thôi bây giờ không nói nhiều nữa, cô tránh đường cho tôi đi đi. Đứng lại! Đi đâu? Đi đâu? Nói chung là tôi chúc cho Thắm mẹ tròn con vuông. Ê! Anh có bị thần kinh không? Hả? Cái gì mà mẹ tròn con vuông ở đây? Tôi nói cho anh biết, anh đi về anh lo cho con anh đi. Con anh nó đang bị bệnh ha, nó chờ anh đưa nó đi bệnh viện. Tự nhiên anh đứng lên chửi lộn với tôi. Ủa, con gì đây? Tôi mắc mớ gì tôi có con? Ủa, tôi có con mà tôi không biết hả? Thôi 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 thôi, anh đừng có diễn nữa. Con Thắm nó đã biết cái chuyện mà anh có con trai ở trên thành phố rồi. Con trai? Thì nó đọc được cái tin nhắn mà hả, con anh bị bệnh rồi cần đưa đi bệnh viện gì đó. À, tôi biết rồi. Vậy là Thắm hiểu lầm rồi. Không phải, ý là ở trên thành phố á, tôi có nuôi một con chó, rồi tôi nhờ người ta chăm sóc. Bây giờ nó bị bệnh, tôi phải gửi nó lên bệnh viện. Mà thường thì tôi hay gọi nó là con trai. Ủa, là cái vụ con chó, à không, à, cái vụ mà con trai là con chó. Đúng rồi, tức là con trai tôi là con chó chứ không phải là tôi có con. Bà hiểu lầm là con trai anh là con chó anh nuôi á hả? Được, thì nói chung là thì chắc là hiểu lầm. Ôi, chết rồi. Vậy mà bữa giờ hả, bà buồn á, xong rồi bà suy nghĩ, bà khóc quá trời, xong tôi còn xúi là bỏ ông nữa. Trời đất ơi. Thôi mà thôi, bây giờ Thắm đang có bầu á, nhờ Đào chăm sóc Thắm giùm tôi. Chứ bây giờ nói chung là làm sao mà tôi chăm sóc Thắm bây giờ? Ai có bầu? Bị điên hả? Ê, nãy giờ mệt rồi nha. Nói chuyện nãy giờ vòng như nhức hết đầu luôn á, mà không hiểu cái gì luôn á. Cái gì mà kia, con trai thì thành con chó, rồi bây giờ là Thắm có bầu nữa, là cái vụ gì nữa? Thì rõ ràng hôm bữa tôi đứng lén tôi thấy hai người nói chuyện. Mấy người nói với Thắm nói là có bầu 2 tháng rồi. Rồi bây giờ hả, chuẩn bị đặt tên ABCD gì nữa. Đúng không? Cười làm sao? Mệt quá. Tôi nói thiệt nha, hai người mà không yêu nhau á là không yêu ai được luôn á, không ai yêu luôn á. Rảnh lắm, mỗi người nghe có một nửa câu chuyện thôi mà ra kể giống như đúng rồi. Dạ thưa anh, bầu 2 tháng đó là con mèo nhà em ạ. Nó sắp đẻ. Rồi sau đó là em hứa em cho con Thắm một con ha, để cho nó đỡ buồn á, hiểu không? Ý Đào nói là đứa con mà có bầu 2 tháng là con mèo á hả? Em nói nghe nè, ông cũng thông minh lắm mà. Ông suy nghĩ thử đi. Con người ta mưng mởn vậy, nó phải muốn đẻ là đẻ. Trời ơi, mà nghĩ sao vậy? Cái bụng con người ta có chút ép à, mà bầu 2 tháng nữa đẻ đẻ kiểu gì cha? Sao tự dưng tôi khờ dữ vậy ta? Sao tự dưng không suy nghĩ tới chuyện đó? Tôi chết rồi. Vậy là tất cả là hiểu lầm hết rồi. Nói gì nói, cảm ơn Đào nha. Bây giờ mình phải chạy đi giải thích cho Thắm đây. Cảm ơn Đào nhiều nha. Tôi cũng mệt hai người ghê. Ê, mệt quá đi. Trời nhẹ dần lên cao. Ủa? Sao? Anh đi đâu này? Đi giải quyết cái chuyện tình cảm của mày chứ đi đâu? Ủa, tao rảnh lắm hả, tao đi đâu? Trời đất ơi, mọi sự chỉ là hiểu lầm thôi. Biết hiểu lầm mà được rồi, mày đi qua mày giải quyết với tình yêu của mày đi. Thì em đang đi nè. Đây. Đi đi, lẹ đi. Anh Tài. Thắm.
Thắm. Anh xin lỗi Thắm. Tất cả cũng là lỗi của anh. Anh không phải xin lỗi. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh Hiền anh đã kể hết mọi chuyện cho em rồi. Nhưng mà thôi, cho anh xin lỗi em. Đi, mình đi về nhà anh nha. Đi. Hồi đó giờ mới thấy chuyện tình bên cầu khỉ. Có khi nào hãy nó bay rớt dưới không? Đúng là chuyện tình con anh con em. Gớm. Coi chừng té, coi chừng té. Hoàn chỉnh hay sao ta? Nhiều quá ông ta. Lấy ra bớt, thêm vô. Chào sáu. Quê, làm gì chào thái độ hằng học. Bây giờ tao đâu có kêu bay chào tao đâu. Con chào sáu. Ủa làm gì sáng sớm qua cái mặt chầm dầm như cái mâm vậy trời? Kệ con. Trời đất ơi, quán tao buôn bán mới tảng sáng ra hả? Ôi kệ con, rồi cái mặt mày chầm dầm vậy chắc cả ngày tôi buôn bán được á. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Tí con đó, suốt ngày cứ hối con lấy chồng hoài à. Thiệt tình luôn á, cái ông này ổng nói được cái đúng. Chứ sao thấy bay á là công ăn việc làm có nè ha. Rồi á học hành cũng giỏi nè, rồi tánh nết cũng dễ thương mà xinh đẹp người nữa. Tại sao ế? Trời ơi, nhưng mà sao? Đâu phải là cứ muốn lấy chồng được đâu. Chồng đâu có sẵn cho con lấy hay vậy. Bây giờ sáu nghĩ đi. Gì? Tía của con á, hồi mà con đi học cấp 3, tía nói không cho con quen ai hết. Không cho con chơi với mấy đứa con trai luôn. Tại sợ bị hư. Vậy thì lúc mà lên đại học, tía cũng nói là phải học xong đi rồi tính. Đúng rồi, bỏ tiền ra đi học chứ không phải để đi quen bạn trai. Vậy lúc mà con học xong, con đi làm được mới có 2-3 năm mà. Tía đòi cưới chồng luôn. Phải rồi, mình đi làm được 2-3 năm rồi là mình phải lấy chồng. Tại vì sao? Lúc đó mình ổn định rồi. Mình phải lấy chồng để mình còn có con, rồi để cho tía bê có cháu, hiểu không? Chứ không thôi tại nó bị ế. Sáu nói y chang tía con vậy. Mệt sáu quá, suốt ngày càm ràm. Ủa gì kỳ vậy? Qua đây nhà tôi mà. Tôi muốn nói gì tôi nói chứ. Mà tôi nói đâu có sai đâu, hiểu không? Nhưng mà sáu nghĩ đi, mấy đứa bạn con á, tụi nó yêu nhau quen nhau từ hồi cấp 3 kia kìa. Vậy mà bây giờ tụi có đứa nào đi lấy chồng đâu. Tí làm như á, là con chỉ cần ra chợ, con lựa chồng là được vậy đó. Ha. Nói tới khúc này mới thấy mày đúng nè. Đúng rồi, phải tìm hiểu chứ. Tại vì sao? Cái chuyện hôn nhân là cái chuyện đại sự cả cuộc đời con người, mà nhất là đàn bà phụ nữ con gái. Đúng rồi. Đúng không? Chọn sai một người là coi như là sai một ly là đi một dặm luôn. Con nghĩ là tất cả là do... Khoan. Một cái điểm này là sao thấy là không có trách bay được. Ba bay trách sai rồi. Tại vì bay còn nhỏ tuổi, như sao? Bao nhiêu năm trên cuộc đời này rồi, gần sắp xuống lỗ rồi. Vậy mà chưa tìm được một người ưng ý để trao thân gửi phận. Đó. Sao trách được, đúng. Con nghĩ là do tía con suốt ngày nghe lời bà Chính á. Bà Chính bà nói làm sao? Bà Chính suốt ngày qua nhà con hỏi tía là Ủa, rồi con Thư nó có bạn trai chưa? Chưa. Xong rồi á, tía con không biết trả lời sao. Xong rồi cứ lại hỏi là chết rồi, đến giờ này mà nó chưa có bạn trai, chắc nó không lấy chồng được rồi, chắc nó ế như sáo vậy đó. Đó. Bà Chính nói vậy đó. Một lần nữa coi. Chết rồi, bây giờ nó còn chưa lấy chồng, chắc nó ế như bà sáo rồi đó. Ơi, gì vậy sáo? Tao đi qua tao gặp bà Chính. Đồ của sáo mà. Kệ. Nó điên dễ sợ luôn á. Tự nhiên cái nó đụng tới sáo gì vậy? Sáo làm gì bả mà bả nói đụng tới sáo? Cái đó là niềm đau chôn giấu của sáu. Cái đó là cái gọi là cái thiệt thòi của sáu. Tại vì sáu chưa gặp được đúng người. Ủa sáu ơi, sáu độc thân vui vẻ có gì đâu thiệt thòi mà sáu nói thiệt thòi. Con nghĩ là do ba con suốt ngày cứ nghe người này người kia nói nên là mới ra nông nổi vậy nè. Được rồi, không có gì phải ủ rũ, không có gì phải buồn cả. Để sáu lo. 2 với 9 chỉ là 11. 11 chia đôi đâu có bằng sáu, mới có 5.5 thôi. Để sáu lo. Nói là qua liền, qua liền. Liền đâu không thấy?
Cái gì cũng phải liền liền chứ. Tao cũng phải đi công chuyện nó làm như không, nó tết nhất đến nơi rồi. Trời đất quỷ thần ơi. Giờ này còn đứng ở bển tỉa cây nữa. Anh hai! Anh hai à! Ơi! Qua đây anh hai ơi! Chuyện gì mà kêu dữ vậy? Lẹ lẹ đi, nói qua mà nãy giờ không chịu qua nè. Từ từ. Trời đất ơi trời. Đang tỉa mấy cây mai để cho kịp trổ bông mấy ngày Tết. Rửa tay cũng không kịp nữa à. Rửa làm gì? Chuyện gì mà réo dữ vậy? Ôi, tôi nói hẹn hò kêu đi qua đây. Nói chút qua, qua liền giờ này còn không kêu chắc không qua ha. Thì cái chợ ở chuyện nhà rồi. Chuẩn bị Tết rồi. Thôi lạc lạc cái gì ngoài đó vậy? Thì tỉa mấy cây mai chứ làm gì? Thôi rảnh quá. Mấy cây mai nó quan trọng hơn thư nhà ông không? Cái gì vậy? Sao tự nhiên mình so sánh con thư với mấy cây mai là sao? Thì thôi uống miếng nước đi, nãy giờ lặt mai mệt rồi phải không? Tôi nói ông nghe cái này, hứa là không được nóng tánh nghe. Chuyện gì quan trọng mà. Thấy chuyện chưa? Gì mà tự nhiên kêu tôi đừng nóng tánh là sao? Thấy chưa, mới vừa nói thôi là nóng tánh rồi. Uống miếng nước đi rồi từ từ tôi nói cho nghe. Mà sao nóng tánh, nói đi. Mà chuyện gì? Ở xóm mình. Sao? Có người nói con Thư nó đồng tình luyến ái. Cái ai vậy? Thấy chưa? Ai vậy? Thôi. Con mẹ nào? Tôi nói thiệt chứ nghe, tôi biết người mà nói gì vậy đó nghe. Thiệt chứ cô là tôi không có nhịn đâu nghe. Thì tôi mới nói đó, nhưng mà cái này tôi nghe người ta nói tôi học lại thôi. Mà ai? Bây giờ đừng có nóng tánh hứa với tôi một chuyện đi bây giờ. Nghe. Để bụng chết chôn. Chứ không lẽ là thần không chôn thì thiêu, chứ không lẽ là để đó. Ý là nói là chết đem theo á, đừng có nói với ai là tôi nói cái chuyện này ra. Rồi tôi hứa. Mà chuyện gì mà ai đồn, ai nói? Bà Chính. Bà Chính bà nói con Thư á là bây giờ lớn rồi, học hành thành tài, có công ăn chuyện làm mà không có lấy chồng được là bị đồng tình luyến ái. Cũng bà đó luôn luôn để ý nhà tôi. Là tôi bớt rồi, mà tôi không biết bà để ý nhà tôi hay là để ý tôi, không biết. Thôi cái chuyện để ý nhà ông là tôi công nhận, còn để ý ông là nhiều người lắm chứ không phải riêng bà Chính đâu. Tôi nói vậy thôi, chứ còn ai để ý tôi đâu có biết. Mà con Thư nhà tôi cũng kỳ. Sao? Lớn rồi. Giỏi giang, đẹp đẽ. Vậy mà có không chịu lấy chồng. Bởi vì ông bà xưa nói không có sai chút nào hết trơn. Có con gái như là hũ mắm treo đầu giường. Thầy bởi, anh hai, cái này tôi thương thiệt nha. Tôi thương cái hoàn cảnh gia đình của anh. Gia đình anh là gà trống nuôi con. Rồi thương anh lúc nào cũng lo cho ông Thư. Ông Thư thì nó có hiếu với anh. Bây giờ tôi bấm bụng tôi làm đại nha. Tôi làm mai cho nó được không? Thì nói cho nó rõ, bấm bụng làm đại là... Thì tôi làm mai cho thôi, nó. Thôi. Gái tôi đâu phải là gì đâu. Tôi ghét ai mà cái vấn đề mà làm mai đó. Nó đẹp, học giỏi. Tôi biết. Thì để cho tự nhiên thì mấy thằng trai nó tới chứ làm gì phải cần làm mai. Tự ái liền á. Đó, tự nhiên tới giờ chưa có chồng luôn đó. Tôi nói thiệt là tôi thương. Tôi mới hy sinh. Chứ anh nghĩ đi, cuộc đời. Trên cuộc đời này có bốn cái ngu. Làm mai dắt mối gác cô cầm chồng. Đúng. Là tôi làm cái nghề ngu nhất rồi còn muốn cái gì nữa. Nhưng mà tại vì tôi thương, tôi muốn anh có cháu bồng. Rồi con Thư nó có chồng để người ta đừng dèm pha là nó bị đồng tình luyến ái, hiểu không? Cũng được. Được phải không? Cũng được. Rồi vậy đi, mai tôi dắt người ta qua luôn. Gì vậy? Cái gì nhanh vậy? Thì đúng rồi, cưới chồng phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày thiên hạ dèm pha. À hả? Ừ. Ôi. Ổn không? Ổn chứ. Sao? Ổn như vậy? Ổn như sao không ổn? Sao là mai mà con làm sao á? Anh ngồi đó, con đứng đây. Con ơi, Hiền, vô đây. Dạ. Thấy chưa? Lấy vợ.
Vợ đẹp, vợ đẹp. Đó đó. Dạ, chào chú. Chú. Con nghe nói là chú muốn gả chồng cho em Thư đúng không? Em Thư muốn chồng đúng không? Con cũng muốn vợ nữa nè. Bà Sáu, bà đừng sao? Nói với tôi là nó cậu này á nha. Thì chứ không phải nó chứ ai nữa trời. Trời ơi, nó giỏi lắm, nó dễ thương lắm. Nhưng mà ai? Dạ. Ai nói với cậu là Thư nhà tôi muốn lấy chồng gấp. Ai? Dạ. Tía. Tía nói hả? Tía nói chứ ai. Cả xóm này đều biết là con muốn lấy chồng gấp luôn rồi. Con thấy anh này cũng sáng láng đẹp trai, hay là lấy luôn nha tía. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Ở nhà má của con cũng khen con đẹp trai hoài à. Ừ, con trai một đó. Mà ở nhà con á, má con khen con giỏi nữa. Con hả? Con biết tự ăn cơm nè. Tự tắm nè. Tự ngủ luôn. Má con không có cần phải ru luôn. Nó đi vệ sinh nó biết tự rửa nữa. Dạ đúng rồi. Sạch sẽ lắm. Dạ. Lấy vợ. Nhưng mà con Thư nhà tôi nó đẹp. Nó đẹp mà dạ. Nó có công ăn việc làm ổn định. Dạ. Đó. Nó dễ thương nữa mà tại sao mà... Thì anh cần nó có chồng mà nó có cháu thôi. Con nói nghe nè. Dạ. Chào ba vợ tương lai. Chào ba vợ tương lai. Lấy vợ. Rồi trật tự không có ồn. Dạ. Lát nữa về nhà đi, Sáu mua bánh cho con ăn nha. Trái bưởi ngon quá à. Sao thấy thằng này nói bưởi nó hơi khờ hả? Khờ nó mà khờ, anh không tin đúng không? Dạ. Chào. Dạ chào ba vợ. Ôi. Chào vợ đẹp. Nói. Chào dì Sáu. Trời ơi, nó biết tôi dì Sáu. Lát nữa Sáu mua bánh cho con nha. Dạ không. Sao vậy? Lấy vợ trước, mua bánh sau. Mua bánh về cho vợ ăn. À, thấy nó thương vợ ghê không? Thôi được rồi, nói vậy chứ lát mua bánh xong mua xe cho con nghe. Không. Sao? Lấy vợ trước, mua xe sau. Sao vậy? Có xe rồi, chở vợ đi đua xe. Chơi đua đua mà đua. Chở vợ đi chơi. Đó, nó thương vợ nó chưa? Thôi kệ. Thôi à, nói nghe nè, ra ngoài kia đi. Ẩm đi. Đi ra ngoài chơi đi chút xíu nữa dắt chơi vợ về. Ừ. Ta chơi xong là lát nữa dắt vợ về. Rồi. Lấy vợ. Thấy chưa? Thấy nó dễ thương không? Tôi thấy rồi. Thấy thằng này nó không phải khờ mà hình như nó khùng. Khùng nó mà khùng. Khùng đâu mà khùng. Người ta dễ thương vậy mà kêu khùng. Hay là tí cho con lấy ảnh xong rồi con sinh ra mấy đứa cháu hả? Dễ thương dễ mến với ảnh cho tí ẵm bồng. Tí chịu không? Nó chịu luôn. Chịu cái gì? Không được. Phải xứng đôi vừa lứa chứ gì không được. Mặc dầu là tía là muốn có cháu ngoại ẵm bồng nhưng không phải gặp ai mà hốt nấy. Nè. Anh thấy nó vậy đó. Ông bà xưa nói một câu ông nhớ hả? Củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Củi mục dễ đun, có một chồng khùng dễ xây bão, đúng không con? Nghĩ tới cái cảnh đó sao mà... Vậy là ông chịu đúng không? Ông chịu mai tôi dắt thằng khác qua. Nữa à? Ủa nhà gì mà nóng quá vậy trời. Ui dán nhện, máng nhện gì đâu không rồi trời ơi. Dơ quá dơ rồi. Ui xời. À, ôi. Chà gì chú lè chú ơi. Ơi con nói chú nghe nè. Vợ nhà này cũ quá xấu à. Rùi nhặn lum á. Chú đập đi, xây lại đi. Còn không có tiền ở đây, nói con tiếng con cho tiền nha. Tới như vậy rồi sao? Tôi thấy cái nhà này cũng được quá chứ tôi ở quen rồi. Không phải là tôi không có tiền đâu. Nha. Nhưng mà tôi không muốn thay đổi. Tía, con thấy anh Tân nói đúng mà, nhà mình cũng cũ rồi. Mình đập đi mình xây lại, mình xây cái mới cho đẹp hơn. Đúng rồi đó, em nói là anh thấy có lý á. Trời ơi bây giờ con đi lấy vợ nè. Người ta nhìn vô họ hàng, ta nhìn vô ta nói trời ơi bên nhà vợ rồi nhà xấu xí sập sệ vậy. Mất cái mặt của con lắm. Tôi ở từ xưa tới giờ tôi thấy mặt tôi đâu mất. Có mất mặt lắm á, bây giờ chú có cho cưới không? Cưới thì sửa nhà đi. Giờ cái trường hợp mà cậu nói như vậy thì tôi thấy là cái ý của cậu. Dạ. Ha. Chứ còn tôi nói cho cậu biết. Ủa gì? Chưa chắc tôi cho cậu cưới con gái tôi đâu. Ủa? Mà đòi hỏi.
Ủa tía, tía muốn con lấy chồng mà. Con thấy anh Tân, con thấy anh Tân đỡ hơn anh Hiền á. Lấy anh Tân đi. Thì thấy mà. Đúng không? Giờ chú muốn con gái chú có chồng giờ, không? Giờ thì cũng giờ được cũng nhưng mà ráo. Nhưng mà tía thấy làm như nó hơi lưu manh á. Con xin lỗi chú nha. Chú nói vậy là chú xúc phạm con đó. Con hơi mất dạy một chút thôi chứ con không lưu manh nha. Hợp nói. Thôi bây giờ con cũng không có nói nhiều với chú nữa. Em đi, đi lên huyện chơi. Anh dẫn em đi chơi đã luôn. Thích chơi gì anh chơi em cái đó ha. Còn chú lo sửa cái nhà đi. Nghe chưa? Đi em, lẹ đi. Con đi chơi nha tía. Thôi tên. Trời ơi, làm như mà mau muốn học quá. Giờ này chưa về nữa, con gái gì mà đi lên đâu. Gần nửa đêm rồi cũng chưa chịu về. Ôi. Sợ ai? Thưa tía, mới đi chơi về. Đứng lại. Làm như sợ tôi lắm. Sợ thì không phải đi chơi, giờ này mới về. Đi đâu ạ? Thì hồi chiều con đi chơi với anh Tân. Tía thấy mà, con xin phép tía mà. Nhưng giờ này mấy giờ? Con gái phải giữ lề chứ, giữ nếp chứ. Đi như vậy đó, rồi bà con lối xóm mà coi tía ra cái gì. Hồi đó không có người yêu, tía cũng nói. Bây giờ có người yêu, đi chơi với người yêu, tía cũng nói. Không biết tía muốn cái gì luôn á. Muốn cái gì hả? Muốn là con phải biết nể nang lối xóm, biết thương tía một chút. Nhưng mà tía thấy thằng này không có được á nha. Sao không được? Mà tía kia, lúc mà anh Hiền á thì tía nói là thằng này khờ khờ, khùng khùng sao đó, tía cũng không chịu. Bây giờ anh Tân à, người ta cao ráo, đã gì còn giàu nữa. Sành điệu quá trời luôn, tía cũng không ưng. Không biết tía thì sao luôn á. Tía sao là sao? Con thấy không? Ăn nói với tía y như là một thằng lưu manh. Thôi con không biết đâu. Tía tìm cách sửa nhà đi. Tuần sau con cưới ảnh. Vậy? Gì mà tuần sau mà cưới đó là sao? Thì phải cưới liền chứ, nó không người ta bỏ con sao? Trong làng này làm vô hết trai vậy. Nó bỏ không cần. Còn biết bao nhiêu đứa? Biết bao nhiêu đứa đó, không có đứa nào chịu gần con hết trơn á. Sao hả? Hồi đó mỗi lần mà thằng nào bén mạng đến gần con là tía đã hù dọa nó. Riết rồi ai cũng sợ con hết trơn. Với lại con lấy anh Tân, xong rồi con xin cháu ra cho tía ẩm tía bồng. Thích không tía? Mặc dầu tía thích nhưng mà tía không có thích mấy cái thằng này. Tía không cần ai hết á. Không ai cưới, ở với tía. Thôi con không ở với tía đâu, con muốn lấy chồng cơ. Tía không nghe người ta nói nhà có con gái lớn như hũ mắm treo đầu giường. Tía không sợ ta nói vậy hả? Đành rằng vậy, nhưng mà thà là vậy. Không, con sẽ cưới anh Tân. Tía sửa nhà đi. Trời ơi là trời, con như cái. Bà Sáu ơi, bà Sáu, bà đâu rồi? Hả? Bà Sáu, bà đâu rồi? Ủa, bà, anh hai, anh tìm tôi hả? Ra đây. Trời đất quỷ thần ơi, làm cái gì mà mở nhạc đùng đùng rồi đi qua rầm rầm vậy? Ngồi đi, tôi nói chuyện nè. Nhà tôi để tôi tự nhiên. Vụ gì?
thì cái vụ làm mai làm mối đó. Vụ làm mai làm mối gì nữa? Giờ ta đồn rùm rồi hết kìa. Ai đồn cái gì? Đồn đó là con gái tôi á, con Thư á. Sao? Bây giờ nó suốt ngày nó theo thằng Tân không à. Trời. Mà người ta đồn nữa. Đồn cái gì? Đồn nó có bầu. Trời ơi. Anh á, anh mắc ngộ quá. Đáng lý ra tôi làm mai làm mối á, con Thư nó sắp có chồng, anh phải trả công hậu hĩnh cho tôi chứ. Đúng không? Trả công có móc xì. Nhưng mà thôi đi, hàng xóm láng giềng tôi không có tính anh chuyện đó. Nhưng mà còn cái chuyện mà người ta đồn nó có bầu á, là có không? Làm gì có chuyện đó. Đó. Gái tôi nó có học, nó hiểu biết. Làm gì có chuyện mà nó dám làm cái chuyện mà người ta khinh bỉ. Tôi biết rồi. Thì bởi vậy lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. Còn ai đồn á, anh kêu người ta chờ đi 9 tháng 10 ngày coi nó có đẻ không. Nhưng mà ai đồn? Thì còn ai vô đây nữa? Bà Chính hả? Cái đó tôi không có khẳng định nha. Tôi không khẳng định nha. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, nó có chồng vậy là mừng rồi. Chứ không lẽ anh để người ta nói nó bị đồng tình luyến ái. Mà tôi tức cái chỗ này nè. Con gái tôi xưa nay không bao giờ là có cái ý này. Không bao giờ nó đề nghị cái gì mà nó thấy tôi buồn. Mà bây giờ nó dám nói là bây giờ đập nhà đi. Đập nhà chứ? Sơn phết lại. Để nó đám cưới. Đúng. Nó cưới chồng. Ừ. Còn nếu mà tôi không làm như ý nó đó. Rồi thì sao? Nó bỏ nhà đi, nó qua nhà Tân ở luôn. Trời đất, vậy coi như mất con hả? Chứ gì nữa. Tía mà cũng sợ mất con nữa hả? Ê, nó qua kìa. Nhẹ nhàng, mất con bây giờ. Nhẹ nhàng. Chào chú. Đây. Sát bên ha. Lúc nào cũng sát bên ha. Ủa, Thư đâu? Thư kìa. Chú. Nếu như mà chú không gả Thư cho Tân á, vậy gả cho con đi. Con đẹp trai, dễ thương, thông minh, lanh lợi nè. Muốn vợ, mày muốn tao, vợ. Mày làm tao xỉu bây giờ. Muốn xỉu. Ủa gì? Muốn vợ. Không dám đâu. Tao sợ mày quá. Sao chú sợ con? Thấy ghê. Sao thấy ghê? Đó, bây giờ tía muốn gả con cho ai nữa không? Nè. Thôi, để anh nói chuyện đàng hoàng lại với chú. Dạ, thưa chú. Chắc là chú đang rất là bất ngờ đúng không? Tại sao một đứa hồi nãy vừa mới vô là muốn vợ mà bây giờ lại đàng hoàng, dễ thương vậy đúng không? Là sao? Dạ, thiệt ra con với lại Tân á, là cháu của cô Sáu. Dạ, đúng rồi đó chú. Mọi người bày ra cái chuyện này á, mục đích á, là để cho chú á, đừng có ép Thư nữa. Dạ, đúng rồi đó chú. Chứ con đâu có gan đâu mà ép chú đập nhà xây lại. Tôi nhờ hai thằng cháu rượu của tôi á, thằng kia thì giả đẻo cán, còn thằng này á thì giả khờ, để cho anh ngộ ra được á là tình duyên của con Thư, để nó tự nó quyết định đi, thương ai yêu ai, nó cưới ai đó là hạnh phúc riêng của nó. Mình là cha là mẹ, mình đâu có làm chủ được chuyện đó đâu. Anh hiểu không? Giờ ngộ ra chưa? Trước hết thì tôi xin lỗi cô Sáu. Tôi hơi nóng nảy. Sao? Tôi hiểu điều đó, nhưng mà ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu. Gái lớn rồi, mà hơn nữa là tôi là muốn có cháu ngoại ẩm bồng. Nên mới làm chuyện vậy thôi, mới kêu lấy chồng thôi. Hiểu. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra như vậy, tôi thấy hai thằng này thằng nào cũng được ha. Mà nếu con chịu đứa nào cũng được, hoặc hai đứa thì thiếu cũng chịu luôn hả?